1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em lấy chồng, chắc người từ đổ ấy còn thương tiếc khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm, để ai tan nát lòng. 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên 4 5 6 7. Quý vị đang trở lại với video test mic bóng đèn ETC chính hãng DXM30. Mọi chi tiết mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0374 684491. Ok chưa các bác? Chất âm quá hay luôn các bác nhá. Chất âm quá hay luôn. Đó. Cái này mic này em hát cả ngày vẫn ok các bác ạ, cả ngày không mệt, bởi vì nó hát nó rất là nhẹ nhàng, hát rất là nhẹ nhàng. Và cái quan trọng cái chất âm ra nó rất là sạch tiếng. Bởi vì sao? Nó sử dụng cái công nghệ bóng đèn này lọc sạch những tạp âm, những âm vỡ, âm rè. Đó, và những cái tạp âm sôi. Đó, rất là hay đúng không ạ? Vâng, thưa các bác, là một dòng sản phẩm mà thời gian qua bên hiệu Odo đã bán rất là chạy. Đó là dòng sản phẩm mic không dây sử dụng với công nghệ bóng đèn cao cấp hiện đại nhất bây giờ. Đó, ngoài cái chất âm bình thường của những dòng mic thông thường ra thì nó sẽ thêm một cái công nghệ bóng đèn bên cạnh đó. Đây là công nghệ hiện đại nhất thời điểm hiện tại để tích hợp vào vang và mic bóng đèn các bác nhá. Đó, cho ra chất âm, những cái tạp âm nó sẽ loại bỏ hoàn toàn. Đó, chất âm rất là hay. Đó, dòng mic DXM30 và giá thành của nó rất là sốc. Đó, chỉ có giá trên 2 triệu thôi các bác nhá. Vừa mới nghe mic bóng đèn các bác tưởng là nó sẽ phải tầm 5-6 triệu. Thưa các bác là có sẽ có những cái dòng 5-6 triệu của những dòng AV Pro vô sử dụng 4 bóng. Thế nó sẽ trên 6 triệu một chút. Đó, thì dòng này thì đảm bảo cái chất lượng âm thanh mà cũng đảm bảo luôn cái giá thành bình dân cho các bác sử dụng được. Đó, để các bác có thể là trải nghiệm những dòng mic không dây cao cấp mà giá thành bình dân các bác nhá. Dòng mic sản phẩm DXM30 chính hãng của ETC. Đó, thương hiệu của Mỹ và bảo hành chính hãng dài hạn 2 năm. Đó, tất cả tem bảo hành chính hãng, mã vạch đầy đủ hết các bác nhá. Ở trên này. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ giúp em Zalo 0374 684491 nhá. Các bác có thể là báo giá trực tiếp cho các bác và nhận thông tin bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Đó, giá bọn em sẽ bao ship và chỉ cần lấy địa chỉ, thông tin, số điện thoại của bác thôi. Và bọn em chuyển về, nhận hàng, kiểm tra hàng, có thể cắm thử chất âm, test thử âm thanh các bác nhá. Hay, bao hay luôn cho bác luôn. Hay, các bác nhận hàng, ok chưa? Đó, đấy là cái lời cam kết của hiệu Odo. Đó, chất âm, thưa các bác là chất âm. Đối với dòng này, em sẽ cam kết cho các bác là chất âm vượt xa số tiền. Chất âm vượt xa số tiền các bác bỏ ra các bác nhá. Chính vì thế, bọn em sẽ bao ship và cho các bác thử nghiệm test chất âm tại nhà. Ok, hay, các bác nhận hàng, ok chưa? Đó, rất là thoải mái cho anh em rồi. Đó, và một thùng của DXM30 nó sẽ như thế này các bác nhá. Bên trong đầy đủ tất cả các phụ kiện, một đầu thu, hai tai mic, adapter chống năn. Đấy, hai tai sẽ bắt hai bên cho bác để đảm bảo cho bác là đồng bộ với những thiết bị vang và đẩy nhà các bác. Đó, nguồn adapter này, chống năn này, hai dâu này để đảm bảo cái sóng ổn định cho bác. Ok, nhận đầy đủ hết, bao ship toàn quốc cho bác luôn. Đó, và giá thành trên 2 triệu, rất là rẻ, rất là rẻ. Đó, hàng chính hãng của bác, của ETC các bác nhá. Đó, tất cả tem đều có tem của ETC niêm phong hết. Đó, chất âm cực kỳ hay. Đấy, chính vì thế em phải nói đi nói lại với các bác là chất âm vượt xa số tiền. Nói luôn, chất âm vượt xa số tiền các bác nhá. Hai tai mic cực kỳ sang trọng, có cả tem chính hãng ở trên tai mic đây. Ok chưa? Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Số điện thoại Zalo 0374 684491. Rồi, chào các bác ở video lần sau.